chào cả nhà má. Mỹ mến chào cả nhà. Hôm nay Mỹ với má của Mỹ đang đi tham dự một ngày hội liên hoan của tháng 10 ha. Đó, thì cả nhà thấy rất là nhộn nhịp, đông người lắm kìa. Nhưng mà Mỹ cố gắng quay ít người, tại vì Mỹ cũng không có dám quay người ta trong video của Mỹ nhiều. Nè, thì ở đây có những cái những người mà họ quảng cáo bảo hiểm này nọ, hoặc tới đây họ tham dự ha cả nhà. Farmer nè, Farmer Insurance. Rồi ở đây là những người giống như nhạc sống gì đó, là những em học sinh ở những trường trung học á, hoặc là trường high school đó má, trường cao trung đó, thì họ ghi danh, họ tới đây để mà họ biểu diễn được. Có những người trong đại học cả nhà, những người mà thích âm nhạc, thích nghệ thuật đó, thì họ tới đây để mà họ volunteer, họ làm thiện nguyện và họ biểu diễn, họ ca hát vậy đó. Đó thì cả nhà nhìn xung quanh rất là đông, lớn, người lớn, con nít, đông vui nhộn nhịp lắm. Đó, bây giờ mình qua đây một vòng đi má, mình đi một vòng qua đây đi. Dạ. Young lady, she's got a cool name too. There she is. Let's welcome Carson to the stage. She'll be singing and playing guitar, and she's actually gonna plug in. Học sinh đó má, học sinh biểu diễn chứ không phải là người lớn đâu. Bé Hằng nó thích nghệ thuật, nó thích nhạc. All right, so Samantha, cái này giống như trường nó ghi danh vô á, rồi nó volunteer, Carson, nó làm thiện nguyện á. And how long have you been doing music lessons, Carson? I know, she can't even remember. See, that it was probably since she was a baby. Đâu cái mà đeo khẩu trang hả? Mình thấy con sáu khẩu trang luôn hả? All right. Ồ, con đeo. Có người đeo, có người không đeo. Học sinh này mát còn trẻ không? Còn nhỏ không mà thấy không? Matches burn after the other, pages turn and stick to each other, wages earned and lessons learned, but I ran where you left. Help, I'm still at the restaurant, still sitting in the corner I want, cross legged in the dim light, seeing the sights I know. I could hear a hairpin drop, like when I felt the moment stop. Glass shattered, I caught, moved on. I stayed there, dust collected on my. Lớn quá cả nhà, xem nè. Hai người gần lắm. Dạ. Mình đi qua đây thôi mẹ. Nơi đẹp bạch lạp nè cả nhà. Dạ, mà họ làm giống như thức ăn gì má, coi nè. Má xem nè. Đúng rồi, giống như kem nhá. Nhìn là muốn ăn à.
Nè cả nhà, ở đây họ bán đèn bạch lạp. Dạ thường giống như ly kem. Giống như ly kem ạ. Dạ. Đây cả nhà xem. Mà cái mùi thơm á. Dạ mùi thơm. Cái này nhìn thấy cổ kính quá mấy hả? Giống như cái nhà mà theo xây theo phong cách hồi xưa đó cả nhà. Mà thấy cái nhà không? Nó hồi giờ mình đi ngang đây đâu có ghé lại đây biết. Dạ. Lần đầu tiên á. Đi mình qua kia một vòng thử đi. Đây là cái dream catcher này cả nhà, để mà người ta treo trong phòng ngủ đó, để mà mình có được những giấc mộng đẹp hay là giấc ngủ của mình ở sâu bình yên hơn đó. Người Mỹ họ cũng có những cái họ cũng tin về tâm linh đó mấy cả nhà ha. Nguyên nhân đó mà họ rất là tôn sùng, họ nói chung là họ rất là tin về đạo Chúa rất là mạnh ở Mỹ. Giống như những trái ớt đó nè. Này giống như con tôm hả? chuồng. Còn đây họ làm ra thành những trái ớt này cả nhà. Đó. Dễ thương quá ha. Này đỡ cái keychain á, để mà đeo vô cái chìa khóa của mình đó. Nè, những cái này là cái dream catcher này cả nhà. Nhìn đẹp quá ha. Để mình treo vô phòng ngủ đó má, để mà mình không có bị gặp ác mộng hoặc là mình có những giấc mộng đẹp á, giấc ngủ mình sâu hơn, tốt hơn. Và nó cũng nói chung là cũng phong thủy đó bác. Chú chó được đi chơi luôn. Nè cả nhà. Cái này là cho những người mà chơi âm nhạc đó. Hoặc là những em bé học thích em này mình có thể mua về cho những em bé đó cả nhà. Còn đây là những cái cây sáo để thổi nè. Đó. Những ống sáo đủ thứ màu sắc. Đây cả nhà. Đây là những cái đồ mà chơi nhạc không đó. Dụng cụ chơi nhạc đó cả nhà. Đó. Okay. Tengo del otro lado también. Tengo esta que está ahí. Đẹp ha. And then this one as well. Okay, when do I bring something home? Okay. Este regalo. Đây là những cái dây chuyền làm bằng đá đó cả nhà, đủ thứ màu sắc đẹp quá ha. Cái này cũng dễ thương ghê thôi. Tâm á. Dạ dễ thương á. Nếu mà ai thích con voi thì mua con voi. Nè, này là họ điêu khắc những cái hình theo người da đỏ hồi xưa đó mấy ha. Ha mấy. Đẹp á, những cái viên đá nhìn đủ thứ màu sắc đẹp quá nè. Ở bên kia có ăn áo đầm nè mẹ. Này là áo len. Áo này chắc họ đang này má ơi. Nhìn ở trong những cái áo này trong mall không có đâu ạ. Nó khác ha. Này ấm lắm á. Còn đây những cái chất tây này. Chất tây dạ. Cũng làm bằng thủ thiêu. Dạ bằng thủ công thiêu á. Làm thủ canh. Dạ. Này 45 năm luôn rồi nè. Đẹp ha. À. Thủ công là đẹp quá nè. Hơi dài không? Cái đó là dừa.
Đúng rồi, đẹp á. Đẹp nhưng cái vải nó mỏng. Yeah. Nhìn thấy đây nè. Cái vải nó mỏng, cái này đẹp hơn. Nhưng mà cái đây cái băng đẹp, cái băng nó thêu đẹp. Cái đây là ngó dừa. Cao xanh còn đẹp chứ Mỹ. Con thích áo một cái này nhất mà điều này dài quá. Đi qua chỗ bên ăn nước cái chụp hình má ơi. It's kind of a friendship song. Dạ. Cây xương rồng cao quá nè cả nhà. Dạ. Cao quá ha. Cả nhà xem nè, cái gốc khổng lồ của nó nè. Đó. Có còn nhiều cây nữa. Dạ, coi cây xương rồng bên đây nè mẹ. Cao nè. Họ thích trồng những cái cây xương rồng để nó cao vậy cả nhà. Nhưng mà cái dáng nó cũng đẹp quá mẹ ha. Nè, cả nhà xem nó cao quá trời luôn. Ở trên trái quá chừng hai má ha. Dạ. Cái trái xương rồng người ta cũng ăn nha cả nhà. Bán ở chợ đắt đỏ lắm kìa. Nhưng mình ăn nó khác khác hơn chút. Dạ.
nhưng mà người ta ăn thích ăn lắm. Này giống như trái trung tâm vậy. Dạ. Nè cận cảnh cho cả nhà xem trái xương rồng. Gai không ạ? Dạ, trái xương rồng ha. Ở đây trái nhiều quá nè. Trái này chín không? Chín mọng luôn. Đó, cả nhà xem. Trái xương rồng rất là nhiều luôn nè. Cả nhà xem ở đây nè, đây là những quả apple ha, những quả táo, và họ làm những cái gia vị giống như kẹo caramel, đậu phộng ở bên ngoài đó. Cả nhà xem nè, đó cái này cái chất nữa người ta làm ice cream ha, làm kem đó, và bây giờ họ làm ra ngoài cái quả apple như thế này, vừa nhìn thấy đẹp và vừa ăn ngon nè cả nhà. Và wow, nhiều mẫu mã đẹp quá. How much for it? $8. Một cái như thế này 8 đồng ha cả nhà. Đó. So cute. This one looks like pumpkin. And this is white chocolate. What is this? That one's horchata. I'm sorry? Horchata. Oh, I see. Cái này nè. Horchata. Mẹ ơi. No, hold on. I'm calling my mom and see. Thank you. Giờ Mỹ với má của Mỹ đứng get line, đứng xếp hàng để mà order thức ăn nè cả nhà. Ở đây cũng có họ có bán rượu, bán bia để uống ở đây nè ha. Nếu mà ai thích ăn barbecue, uống rượu, uống bia thì cũng có. Dạ, 21 đồng ạ. Hey, do I know you? Who are you talking about? Yes. You. I want the new t-shirt. Were they talking about Richard Johnson and Rick Mead? Thank you. Thank you. Đó thì mình mua một phần brisket sandwich 16 đồng. Cộng với cái side order 5 đồng là barbecue baked beans. Thì tổng cộng 21 đồng ha, không có tính thuế. Alright, we'll call your name. Alright, thank you. Chút xíu họ gọi tên mình. Còn này là gì đó? Giờ lên đến bàn cái ăn. Dạ. Alrighty guys, just give us a second. We're gonna just take a quick break while we reset up here real quickly. So just give us a moment and we'll be right back. Let's get a round of applause for the ladies, of course. Alrighty guys, so we're gonna get ready for our next performance. If we actually can call the dancer for the next performance to the stage. We're also gonna clear out the area right in front of the dance floor that's next to the fountain. We're gonna clear that area out for our performance. Look at that, dude. That dude looks nice.